Hiện nay là phiên sáng của ngày 28 tháng 4 năm 2023. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em lại tiếp tục lên giới thiệu mà các bác rất là nhiều mặt hàng siêu hot hit mới về. Ngoài ra hôm nay em vẫn có chương trình xả hàng đai châu Thái, bao ship tặng quà, quà là phân bón nha các bác nhé. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981 550 768. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Khi các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Đấy. Các bác mua hàng ở đâu em cũng gửi hàng được hết đến tận nhà cho các bác nhá. Này. Này các bác ơi, hôm nay hàng nhà em về ngập nhà đây này, em dỡ ra được một ít rồi. Bây giờ em đang tiếp tục em quay đây các bác ơi. Ngập hết cả lối đi đây. Dọn từ sáng giờ mãi vẫn chưa hết thùng, các loại thùng đây. Đây sau đây em sẽ, đầu tiên là em sẽ lên em xả cho các bác cái mặt hàng châu Thái nhá. Châu Thái hà em xả đây. Hàng hôm nay em xả, em sẽ bao ship và tặng phân bón nhá các bác nhá. Ra tận ngoài đường rồi này. Đầu tiên là cái mặt hàng này này, thì em cũng nói rõ luôn cho các bác là cái hàng này là cái hàng em cắt cành đập chậu đi, hàng chậu nó bị hỏng rồi, em đập chậu đi, em cắt cành, em bán hàng rời. Khi em nói qua các bác cách chăm bón nhé, khi các bác nhận hàng về thì cây nó sẽ hơi héo một tí. Các bác bỏ ra ngoài cho em mấy tiếng rồi các bác phun nhẹ nước. Ngày hôm sau các bác nuôi cái cây này ra, có cái rễ nào nó khô. Đấy, có cái rễ nào nó khô thì các bác sẽ, em sẽ tặng kèm cho một gói Atonic. Các bác sẽ, trong đây nó có hướng dẫn rồi. Các bác sẽ hòa cái Atonic này ra. Nếu bác nào có điều kiện thì mình mua thêm một cái nọ B1 30.000 nữa. B1 để B1 thái xịn của nhà em. Các bác hòa B1 và Atonic ra, các bác ngâm nửa tiếng. Xong các bác treo ngược lên. Các bác tưới hàng ngày hoặc là các bác tưới ngay đều được. Và cái B1 này thì các bác 7 ngày mới 10 ngày các bác tưới cho em một lần. Đấy, nó là dưỡng chất, nó cũng như người ấy. Mình ăn cơm phải có thịt, có cá, cây thì nó cũng phải có dưỡng chất thì nó mới sống được nhá. Cái đai châu Thái này, đai châu Thái xịn của nhà em, nó sẽ có nhiều màu hoa. Trên mỗi một đơn hàng em sẽ cố gắng em nhặt nhiều màu cho các bác nhá. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Đấy. Riêng cái hàng đai châu Thái này mặt hoa nó rất là phong phú, đa dạng. Ngày nào em cũng nói rồi chứ bây giờ thôi thì em cũng không nói nữa nhá. Em cho các bác xem qua này. Hàng này hàng châu Thái, hoa nó chuẩn Tết luôn nhá. Hoa nở 2 tháng với tàn. Đầu tiên em sẽ đi đánh vào cái mã K50. K50 là một cái mã hàng rời. 7 cây 250.000 em bao ship này. 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này. 5 này. 6, 7 cây 250.000 bao ship và em tặng thêm cho các bác một gói này. Cứ các bác mua một đơn hàng em sẽ tặng một gói này nhá. Tiếp đến mã K51, 12 cây 250.000. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 8 này, mỏi cả mồm, 9, 10, 11, 12 nhá. 12 cây 250.000. Mã K51, K52 7 cây 250.000. Nói chung là cái hàng này thì nó không đẹp xuất sắc đâu, nó sẽ có hơi lỗi một xí xí nhá các bác nhá. Và em nói không với hàng thối. Đấy. Em thôi thì em cứ quay như vậy để cho các bác xem cái sơ thi cây. Đây, cái size cây nhá. Đấy, các bác nhìn này. Em chia đều rồi. Cho nên là nó cây nhiều bé thì nó nhiều cây, cây to thì nó ít cây. Mã K53 6 cây 250.000. 1 này. Các bác cứ lấy một đơn 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây hay bao nhiêu thì các bác cứ nói em. Đấy, em chia đều rồi. K53 6 cây 250.000. Đấy, hàng lá mít xếp nhá. K54 10 cây 250.000. 10 cây của nó đây. Đấy, các bác ơi, nó cũng yêu lắm ấy chứ không phải vừa đâu. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 8 9 10, một đống lù lù đây. Hôm nay nhà em chặt quá đâm ra cái chỗ quay còn không có chỗ quay đây. K55 13 cây 250.000. Thì nó rơi vào đây thì cây nó cũng nhỏ nhỏ đây, em cho qua các bác xem qua nhá.
Đấy, K53 13 cây 250.000, rất là nhiều màu. K54 12 cây cũng 250.000. Đấy, một đống này. À, K56, K55, K56 12 cây 250.000. Tiếp đến K57 8 cây 250.000. Cái cây nó to thì nó sẽ được ít nha các bác nhá. Đấy, 8 cây 250.000. Đây. Đống đây. Và đây em sẽ lên cho các bác một ít hàng chậu này. Hàng chậu này thì nó cũng sẽ bị lỗi một chút, lỗi là cái gì, nó sẽ bỏ lá chân này hoặc thi thoảng nó xước. K58 6 chậu 290.000. Và những cái hàng này em cũng bao ship và em cũng vẫn tặng phân cho các bác nhá. 1 này. 2 này, mít xếp nhá các bác nhá. 3 này. 4 này. Đáng yêu lắm. 5 này. 6 này. K59 là 9 cây 290.000. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 7 8 9 cây. 9 chậu đấy nhá. K60 6 chậu 290.000. 1 này. Đấy, các bác tay nhìn tay em nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. Một đống nù nù to tướng, 6 chậu 290.000. Đây em tiếp tục em lên một số cái mặt hàng mới về. Đây. Và đây là một cái dòng trầm Đài Loan nha các bác nhá. Nói về cái hàng Đài Loan này, hoa nó cực kỳ chuẩn và cực kỳ đẹp rồi. Trầm này là trầm Thiên Long nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Rồi ôi, hoa tuyệt đẹp và cực kỳ thơm luôn nhá. Đấy, cực kỳ thơm luôn. Hàng này là nó hết hoa rồi, đang mầm gốc và đang phát triển nha các bác nhá. Trên một chậu nó có sẽ có thân dài, thân ngắn này. Đấy. Và hàng này nó ngắn ngắn xinh xinh đi các bác nhá. Các bác nhìn tay em này. Nó chỉ cái nào mà cao thì, ngọn nào cao thì hơn một gang tay, ngọn nào thấp thì chưa đến một gang tay. Và hàng này em sẽ đi combo 4 chậu. Em để cho các bác giá là 280.000. Đấy. 280.000 4 chậu trầm Thiên Long như thế này. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi 1 chậu nha các bác nhá. Trong trường hợp ghép đơn em mới gửi 1 chậu, còn em đi từ 4 chậu trở lên. Hoa siêu thơm luôn. Và có một cái điều lưu ý như thế này, khi em gửi hàng đi cho các bác, em sẽ bịt cái giấy và em quấn băng dính để khi mình vận chuyển nó khỏi lông cái bộ rễ ra rơi ra ngoài. Thì khi các bác nhận hàng các bác dỡ nhẹ ra cho em nhá. Các bác lấy cái dao hay cái kéo các bác cắt nhẹ ra cho em thì nó sẽ ra như này. Thực ra là nếu mà nó có rơi ra ngoài thì nó cũng không sao, tại vì cái giá thể nó nhẹ lắm, nó bám chắc và nó mà thành một khối ở đây rồi nó rơi đến chỉ rơi cả cái bọc ấy ra thôi, nó cũng không sao. Nhưng mà em dặn trước các bác vậy để các bác làm, mình chú ý làm cho nó cẩn thận hơn đối với cái hàng dòng thân thòng này. Và đây là một, cũng là một cái dòng trầm hàng Đài Loan nhá. Chuẩn giống Đài Loan, trầm trắng môi tuyết. Em cho các bác xem mặt hoa này. Bao phê luôn cho các bác. Nói về cái dòng trầm thì trầm nào nó cũng thơm rồi. Hàng này nó sẽ có cả ngọn ngắn, ngọn dài. Mầm non đang lên chi chít này. Hàng này hàng hết hoa rồi các bác nhá. Hoa nó vừa ra rồi. Giờ em đang bán giống, bán mầm non. Em bán cho các bác giá 90.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên. 3 chậu của nó là 270.000. Em bao ship. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi 1 chậu. Đấy. Bao phê luôn cho các bác này. Đẹp lắm. Hương thơm thì cực kỳ là quyến rũ rồi. Đó là trầm rồi. Hàng này hàng Đài Loan chuẩn giống nhá các bác nhá. Đấy. Cây già cây mẹ của nó. Già đạt dài như thế này cơ mà các bác. Đây em bỏ xuống đây cho các bác xem nhá. Cây mẹ đây là cây mẹ trung bình đây này. Đấy. Đây mầm non đang lên này. Em đi đơn từ 3 chậu trở lên nhá. Bao phê luôn cho các bác. Nắng nó hơi dọi vào.
Và đây là một cái dòng giả hạc Đài Loan, một dòng hoa rất là nổi tiếng, giả hạc Asa lưỡi viền nha các bác nhá. Rồi ôi, mặt hoa bao phê bao đẹp luôn cho các bác. Này các bác nhìn này. Đấy, dòng hoa này cực kỳ là nổi tiếng và hương thơm cực kỳ là quyến rũ luôn. Hàng này hàng Đài Loan cho nên là chuẩn giống, các bác cứ yên tâm luôn. Hoa vừa thơm vừa đẹp này. Một chậu của nó trung bình nó có từ 4-5 ngọn trở lên. Hàng này hàng hết hoa rồi, em đang bán mầm non nhá. Nó sẽ có nhiều hơn, nhưng mà thí dụ như là chậu nào mà ngọn to dài mập thì nó sẽ ít thân. Chậu nào ngọn nhỏ thì sẽ xéo nhiều thân. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu trở lên là 390.000 em bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn một chậu cùng vào mấy cái đơn khác thì em mới đi một chậu nhá. Còn em đi từ 3 chậu, ví dụ 3 chậu như thế này, em sẽ chia sẻ với các bác giá là 390.000 em bao ship nhá. Đấy, hàng này đang tơ tít chưa? Mầm non đang lên nhá, tua tủa. Và cái hàng thân thòng này em cũng lưu ý với các bác một điều là khi em đóng nửa đi xa em bịt như thế này, các bác cứ cẩn về các bác dỡ ra cẩn thận cho em nhá. Đấy, hàng bao đẹp bao phê luôn. Một dòng hoa cực kỳ nổi tiếng luôn. Asa lưỡi viền nha các bác nhá. Vũ nữ hoàng hậu xanh. Nữ hoàng của các loài hoa nha các bác nhá. Ôi hoa của nó tuyệt đẹp luôn các bác nhìn này. Em cho các bác xem này. Một bông của nó sẽ có thể nó đạt được 5-70 bông, cái bông hoa nhỏ nhỏ này cực kỳ dài và hoa cực kỳ bền. Thực tế đã nở tại nhà em, các bác chơi phải trên 2 tháng hoa mới tàn nhá. Mà nó lại có mùi hương thơm rất là cực kỳ quyến rũ luôn. Đấy, em cho các bác xem này. Đấy, hoàng hậu xanh nhá. Hàng này có cây đang sưng nụ, có cây chưa sưng nụ. Đây, em cho các bác xem này. Nhưng em bán hàng không nụ để tránh trường hợp là có những cái cây ấy nó chưa nó ra hoa muộn hơn. Về các bác cứ đòi nụ em thì chết đấy. Đây này, bây giờ bắt đầu mới là đầu mùa thôi nhá. Một chậu như thế này nó có trung bình nó từ 3-4 giỏ hành trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên nha các bác nhá. Đấy, em đi đơn từ 2 chậu trở lên. 130.000 một chậu. Nó sẽ có nhiều thân hơn hoặc là nó có cây nó sẽ ít thân hơn. Nhưng em cứ nói, em bán hàng là em cứ nói từ 3-4 thân trở lên nha các bác nhá. Thân to thì nó ít thân này, thân nhỏ thì nó nhiều thân. Đấy, nó cũng đều đều như nhau mà. Vũ nữ hoàng hậu xanh này, em treo thử một chậu lên cho các bác xem này. Hàng này thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Tối quá, ở chỗ này tối. Em có một cái bảng hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Hàng đang nụ này và các bác này. Đấy, đang nụ chi chít. Thân mập như ngón tay em nhá. Đây các bác nhìn ngón tay em này, nó còn mập hơn ngón tay em này. Mầm non đang lên, đang nụ và đang có mầm non lên nhá. Em cho các bác xem qua mặt hoa này. Hoàng phi hạc mắt đỏ nhá. Đấy. Hàng này trước là em bán 130.000 một bảng, nhưng hôm nay còn một ít em sẽ thanh lý nhá. Đây các bác nhìn này, hoa cực kỳ là thơm luôn. Tuyệt phẩm luôn ấy. Đấy. Hôm nay em sẽ thanh lý này. 100k một bảng. Và em đi đơn từ 3 bảng trở lên. Đây các bác nhìn nụ này. Đấy. Đây em cho các bác xem, ví dụ các bác mua 3 bảng như thế này, em sẽ tính giá cho các bác là 300.000. Tay em cầm nó hơi bị cháy tay. Đây, thân to mập nhá. Và cái hàng thân này là nó cũng thuộc dạng hàng thân thòng. Thì cái gốc nó bao giờ nó cũng hơi gập xuống một tí, nhưng hoa nó vẫn dài bình thường nhá. Tại vì lúc nó lên ấy, nên là mình ấy mình lái thẳng nó lên được. Thế nhưng mà nhà vườn họ trồng nhiều quá và thân nó to mập thì nó sẽ gập xuống. Nhưng mà hoa nó vẫn ra nha các bác nhá. 300.000 3 bảng và em không bao ship. Em đi đơn từ 3 bảng trở lên nhá. Các bác nghe rõ hộ em nhá. Em không bao ship nhá. Các bác lấy 3 bảng thì 330.000 cả ship. Trường hợp các bác ghép đơn thì em mới đi đơn được 1 hoặc 2 bảng. Còn là em bán combo là 3 bảng nha các bác nhá. Em còn ít thôi.
Denso ra ra nhà em về hàng nhé các bác nhá. Ôi hàng hôm nay đang hoa đang nụ đẹp lắm. Để các bác nhìn này, em có mấy màu nhá. Màu đỏ này, màu trắng này, rồi màu phớt này, phớt tím này, trắng lưỡi tím rồi phớt tím này, tím nhạt này. Nhiều màu lắm các bác ạ. Nó ở trong đây nó rất là phong phú màu. Đấy. Đó, nó cũng bao nhiêu là màu đỏ này các bác này. Đấy. Hàng rất là nhiều màu. Và cái dòng Denso ra ra này, hoa nó ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nhé các bác nhá. Một cốc của nó rất là nhiều thân này. Đấy, có cây đang có nụ này, có cây đang lên nụ này, có cây có hoa. Và đối với cái dòng này, khi mà em vận chuyển, thi thoảng nó có những cái bông hoa nó cũng bị mà bị gãy ấy, thì các bác cũng hoan hỉ nhận cho em. Tại vì cái hàng hoa này nó gãy cái ngồng này, nhưng ngồng này đang lên tiếp thì cái hàng hoa này vận chuyển nó hơi khó. Cho nên là các bác thông cảm cho em nhé. Hàng hôm nay em sẽ bán combo giá siêu rẻ luôn, 280.000, 5 cốc em bao ship. Đấy, các bác nhận 5 cốc 5 chậu như này. Về các bác có thể tách cho em cái chậu nhỏ này ra để các bác trồng sang cái giá thể mới để cho nó đẻ nhiều cây nhá. Em mới ghép thử cho các bác xem mỗi mẫu một chậu đây. Đấy, 5 chậu đấy em ghép thử vào một chậu đây này. Cho các bác xem đấy. 280.000, 5 chậu em bao ship nhá. Cái dòng Denso này nó cực kỳ sai hoa và cực kỳ bền luôn. Hoa khỏe vô địch luôn, quanh năm, hết đợt này đến đợt khác này này. Em nói có sai đâu các bác. Cái này nó đang nụ đang hoa nhá. Nụ nó vẫn đang tiếp tục lên này này. Đấy. Cực kỳ yêu thương luôn. Em chỉ có ít thì không có nhiều đâu các bác nhá. Em vừa về được một lô cát nhá. Cùng có 5-6 màu. Đấy, em quay thêm cho các bác xem. Có cái chậu thì có cái loại là nhiều thân, loại ít thân. Nó phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đống nào em để riêng ra đống đấy rồi đây. Nhà vườn họ đánh dấu màu, họ để riêng ra, em cũng để riêng ra để cho khách lựa chọn đây nhá. Em về được mấy màu này. Màu thứ nhất này. Đấy. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây nhá. Có cây có mèo, có cây chưa có mèo nhá các bác nhá. Cam này, đỏ vàng. Đấy. Tím, trắng. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 300.000 ba chậu như thế này. Em bao ship về tận nhà cho các bác nhá. Chậu nhiều thân hay chậu ít thân thì nó phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Đây này, ví dụ đây là một màu hoa này. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ thì nó sẽ ít thân này. Đấy. Đây em quay tiếp cho các bác xem. Màu cam này. Màu cam này nhiều thân này. Đấy. Vàng này. Tím này, có cây có nụ tím đỏ này. Có cây có nụ gì nhá. Em bán hàng là bán hàng chưa có nụ nhá các bác nhá. Đây là chẳng qua có một ít cây có nụ thì em mới có nụ có hoa, em để em làm mẫu cho các bác xem thôi. 300.000. 3 chậu em bao ship.